Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 11 theo giờ Việt Nam, bốn hãng tin lớn của Mỹ là CNN, NBC News, MSNBC, New York Times đã đồng loạt xác định ông Joe Biden là người chiến thắng ở bang Arizona sau khi 98% số phiếu được kiểm. Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, ông Biden nhận được 1.668.684 phiếu của bang Arizona, tương đương 49,4%, còn Tổng thống Donald Trump nhận được 1.657.250 phiếu, tương đương 49,06%. Kết quả kiểm phiếu tại bang Arizona từng là tâm điểm chú ý của dư luận Mỹ sau khi Fox News và AP xướng tên Biden là người chiến thắng ở bang này ngay trong đêm 3 tháng 11, khi 73% số phiếu được kiểm. Ông Trump và các cố vấn lập tức thể hiện nỗi tức giận trước tin tức này. Sau những giây phút lạc quan với chiến thắng ở bang chiến trường Florida, với việc bốn hãng tin xác định ông Biden là người giành được 11 phiếu đại cử tri ở Arizona, cơ hội để Tổng thống Donald Trump đảo ngược tình thế trong cuộc bầu cử trở nên mong manh hơn. Ông Trump hiện giành được 217 phiếu đại cử tri, trong khi ông Biden đã có ít nhất 290 phiếu. Cho đến giờ, 9 ngày sau cuộc bầu cử, thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Nếu như chính quyền của ứng viên Joe Biden hối thúc một tiến trình chuyển giao quyền lực ngay lập tức, thì đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý đến cùng. Thế nhưng giờ đây, sự chia rẽ và rạn nứt đang gia tăng bên trong Đảng Cộng Hòa, đang cản trở nỗ lực pháp lý của Tổng thống Donald Trump. Trong khi những thành viên quyền lực nhất kiên quyết ủng hộ Tổng thống Donald Trump và cáo buộc của ông về việc có gian lận trong bầu cử, thì một số thành viên khác cho rằng ông Joe Biden cần phải có bản đánh giá về an ninh quốc gia ngay lập tức, đồng thời kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump nên bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực. Việc để ông Joe Biden tiếp cận với các báo cáo đó chẳng mất mát gì và hoàn toàn nằm trong khả năng. Không có gì sai khi Phó Tổng thống Biden được nhận báo cáo để có thể chuẩn bị tốt cho bản thân và sẵn sàng cho vị trí Tổng thống. Điều chúng ta cần là phải bảo vệ lợi ích quốc gia. Do vậy, cựu Phó Tổng thống Joe Biden cần phải được tiếp cận với các báo cáo an ninh quốc gia. Vẫn có những thành viên Cộng hòa cho biết họ sẵn sàng giúp ông Trump có cơ hội để đưa vụ kiện ra tòa án, nhưng nhấn mạnh việc Tổng thống Trump bị thua tại các bang chiến địa quan trọng sẽ khiến ông khó có được thành công trong các vụ kiện pháp lý. Thậm chí một số còn tỏ ra bất bình khi Tổng thống Donald Trump sa thải hàng loạt quan chức cấp cao trong Lầu Năm Góc và thay thế bằng các nhân vật trung thành với ông. Đây là sự khác biệt về quan điểm so với phần lớn các quan chức trong Đảng Cộng Hòa, những người cho đến nay vẫn công khai từ chối chiến thắng của ông Biden. Sự phản đối đã gây khó khăn cho các nỗ lực của ông Biden nhằm có được quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ để tiến tới nhậm chức vào tháng 1 năm 2020. Tất nhiên, số lượng các thành viên Đảng Cộng Hòa bất đồng quan điểm với Tổng thống Trump vẫn chỉ là một con số nhỏ. Theo AP, chỉ có một số ít trong số 53 thành viên ở Thượng viện và 5 người trong số 28 thống đốc Cộng hòa công khai công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử. Theo CNN, mặc dù ông Trump có thể ngăn cản được việc xác nhận kết quả kiểm phiếu bằng cách thuyết phục các thẩm phán rằng ông có bằng chứng về sự gian lận, nhưng vẫn có một thời hạn khác để thúc đẩy tiến trình này, đó là ngày 8 tháng 12, ngày cuối cùng các bang phải giải quyết xong những tranh cãi liên quan đến việc kiểm phiếu và công bố người chiến thắng trước khi các đại cử tri đi bỏ phiếu vào hôm 14 tháng 12. Thế nhưng, chính sự rạn nứt trong nội bộ Đảng Cộng Hòa đang làm cho cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Donald Trump trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nhà lãnh đạo thế giới tại Diễn đàn Hòa bình Paris đã cùng nhau kêu gọi đoàn kết chống đại dịch, trong đó ưu tiên đưa vaccine trở thành một hàng hóa phổ biến. Dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron, Diễn đàn Hòa bình Paris với sự tham gia của khoảng 50 nhà lãnh đạo các quốc gia và khu vực và hàng chục tổ chức phi chính phủ tiếp tục thảo luận các giải pháp mang tính toàn cầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Nỗ lực phát triển vaccine và phân phối vaccine hiệu quả được xem là một chìa khóa quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch nguy hiểm này. Chúng ta sẽ không thể chiến thắng virus nếu để lại một cộng đồng người ở phía sau. Bất bình đẳng xảy ra sẽ ngăn cản sự phát triển chung. Làm thế nào để đảm bảo vaccine ngừa COVID-19 trở thành một hàng hóa phổ biến toàn cầu? Làm thế nào để đảm bảo tiếp tục cuộc chiến chung, bảo vệ hệ thống y tế cơ bản? Chúng ta sẽ không thể phân phối vaccine và phương pháp điều trị nếu không có một hệ thống y tế cơ bản vững mạnh. Hiện dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới khi Mỹ và nhiều nước châu Âu đều ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao nhất từ trước đến nay. Việc hai hãng dược Pfizer và BioNTech thông báo vaccine phòng COVID-19 do hai công ty này phối hợp phát triển có mức độ hiệu quả lên tới hơn 90% trong giai đoạn 3 thử nghiệm trên người, càng cho thấy mức độ cấp thiết của giải pháp đảm bảo hệ thống phân phối vaccine hiệu quả.
Diễn đàn Hòa bình Paris dự kiến cũng sẽ công bố các khoản đóng góp bổ sung cho điều trị COVID-19 và bào chế vaccine lên tới 500 triệu đô la Mỹ từ Ủy ban châu Âu, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và quỹ Bill & Melinda Gates. 4 vụ đắm tàu trong 3 ngày qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 110 người ở Địa Trung Hải, trong đó có ít nhất 70 người bị trôi dạt vào bãi biển Ankhum, phía Tây Libya. Theo các tổ chức từ thiện, lợi dụng tiết trời đẹp trong mùa thu, những đối tượng buôn người đã đưa hàng trăm người di cư vượt biển trong tuần qua. Phần lớn các cuộc hành trình đã kết thúc trong bi kịch. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc, con thuyền gặp nạn được cho là chở hơn 120 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. 47 người sống sót đã được lực lượng tuần duyên và ngư dân đưa vào bờ. Trong khi đó, thi thể của ít nhất 74 người bị trôi dạt ở ngoài khơi Libya. Trước đó, trong ngày 11 tháng 11, 6 người đã thiệt mạng sau khi chiếc xuồng ọp ẹp chở hơn 100 người di cư bị lật ở ngoài khơi bờ biển Libya, trong đó có một bé trai 6 tháng tuổi. Chiếc xuồng được cho là xuất phát từ Sabratha thuộc Libya và bắt đầu bị thủng, xì hơi chỉ sau vài giờ. Theo người phát ngôn của Tổ chức Di cư Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc, chỉ riêng trong năm 2020, hơn 10.300 người di cư đã bị chặn lại trên biển và đưa ngược trở lại Libya. Cũng theo tổ chức này, từ đầu tháng 10, ít nhất 30 người di cư thiệt mạng trên biển khi cố gắng đến Italia. Indonesia, một đất nước rộng lớn gồm 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, thường gợi ra hình ảnh xinh đẹp của biển xanh và cát vàng, đang đứng trước vấn nạn ô nhiễm nghiêm trọng. Trong nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông ở đảo Bali, hai cô gái trẻ ở đây đã khởi xướng sáng kiến tạm biệt túi ni lông cách đây gần một thập kỷ, với hy vọng sẽ nâng cao ý thức của cộng đồng địa phương về rác thải nhựa trên hòn đảo nghỉ dưỡng, nơi là nhà của họ. Indonesia, một đất nước rộng lớn gồm 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, thường gợi ra hình ảnh xinh đẹp của biển xanh và cát vàng, đang đứng trước vấn nạn ô nhiễm nghiêm trọng. Vào tháng 12 năm ngoái, hòn đảo du lịch Bali đã bị bủa vây bởi chất thải nhựa từ biển dạt vào. Chính quyền địa phương đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về rác thải. Nhiều năm trước khi cuộc khủng hoảng nổ ra, có một cô bé tên là Melati Wisen đã tích cực vận động cấm các loại túi ni lông ở Bali, hòn đảo mà cô lớn lên. Wisen bắt đầu theo đuổi cuộc chiến chống ô nhiễm rác thải nhựa từ khi cô còn là học sinh tại Green School, một ngôi trường tập trung vào nền giáo dục bền vững ở Bali. Cô bé Wisen khi đó thường suy nghĩ về những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng, như thủ lĩnh của cuộc cách mạng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, Nelson Mandela, và nhà hoạt động Ấn Độ, Mahatma Gandhi, và không khỏi băn khoăn, là một đứa trẻ sống trên đảo Bali, chúng ta có thể làm được những gì? Wisen bắt đầu hành trình tạm biệt túi ni lông cùng với em gái của mình. Thông qua chiến dịch đó, hai chị em bắt đầu đưa ra đề xuất và thuyết phục người dân Bali ủng hộ lệnh cấm túi nhựa, đồng thời nâng cao nhận thức của giới trẻ bằng tài liệu giáo dục phát cho các trường tiểu học ở Indonesia. Tôi nghĩ Bali, nơi chúng tôi lớn lên, đã truyền cảm hứng cho tôi làm công việc này. Vì thế, chúng tôi có thể dễ dàng hòa mình vào thiên nhiên trên những cánh đồng lúa, ngọn núi. Gần đây, họ đã thành lập các tổ chức khác, bao gồm Mountain Mamas, một sáng kiến dạy phụ nữ sống ở các vùng núi Bali cách làm túi từ các vật liệu sáng chế. Sáng kiến này vừa góp phần làm giảm thiểu lượng rác thải nhựa, vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho phụ nữ địa phương. Để thu hút sự quan tâm của các nhà chức trách, họ đã lên kế hoạch cho cuộc diễu hành vì môi trường trong năm 2014. Wisen giải thích rằng hai chị em muốn chứng tỏ họ nghiêm túc về việc bảo vệ hòn đảo này. Mặc dù cuộc hành trình chống lại ô nhiễm rác thải nhựa đã đưa Wisen đến Liên Hợp Quốc, được mời làm diễn giả truyền cảm hứng tại cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các cuộc họp của Ngân hàng Thế giới gần đây, Wisen vẫn không hề nghỉ ngơi. Cô bé vừa tốt nghiệp trung học vào tháng 6 và đang dành một năm để khởi động một số dự án cộng đồng.